các bác sĩ ở bệnh viện Trợ Rẫy đã gặp một ca bệnh vô cùng hi hữu. Người bệnh có hình thể là nữ, có buồng trứng, có âm vật và tinh hoàn ẩn ở vùng bẹn trái. Sau gần 40 năm không can thiệp, bệnh nhân bất ngờ phát hiện bị ung thư tinh hoàn. Theo đó, trường hợp đặc biệt này đã được các bác sĩ tại bệnh viện Trợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh kiên trì điều trị suốt một năm qua. Bệnh nhân 40 tuổi, ngủ tại Đồng Nai, có hình thể bên ngoài sống nữ, ngay khi bệnh nhân 3 tuổi, người nhà phát hiện thấy có tinh hoàn trái trong ống bẹn bên trái nên đã đưa đi thăm khám ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, bệnh nhân được cho về và không can thiệp hay tái khám gì thêm. Cho đến nay, người bệnh chưa từng có kinh nguyệt. Cách đây một năm, bệnh nhân thấy vùng bẹn trái bắt đầu lớn dần và đau nhiều nên đi khám tại một bệnh viện ở địa phương, sau đó được chuyển đến bệnh viện trợ rẫy. Các bác sĩ đánh giá đây là trường hợp cực kỳ hiếm gặp, bị ung thư, tinh hoàn ẩn trên bệnh nhân lưỡng giới thật thê thảm. Ekip điều trị đã hội trần đa chuyên khoa và quyết định phẫu thuật cắt bướu tinh hoàn bên trái. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ còn phát hiện bệnh nhân còn có buồng chứng bên phải và không có tử cung. Kết quả giải phẫu bệnh là bướu ác tinh hoàn. Bác sĩ Trần Trọng Chí khoa ngoại tiết niệu bệnh viện Trợ Rẫy cho hay, có thể xem đây là trường hợp lưỡng giới với bộ nhiễm sắc thể khảm 46 XX trên 46 XY đầu tiên trên bệnh nhân ung thư tinh hoàn được phát hiện và điều trị tại Việt Nam. Với trường hợp đặc biệt này, bác sĩ đã kiên trì thuyết phục người bệnh nhiều tháng để được đồng ý điều trị.